xem là cái lệnh nó đã thực hiện được chưa nhá. Rồi, thì có được rồi nhá. Cái điện thoại cô để xa đấy. Rồi, xong rồi nha, record rồi nha. Nào bây giờ này, bài của chúng ta là thế này đúng không? Là x, e mũ x cos x viết theo khai triển mắc Lorentz đến số hạng chứa x mũ 3. Bài này thì chúng ta lấy đạo hàm nhá. Nào, ta gọi f phẩy x gì này. F phẩy x gì thì sẽ bằng là e mũ u nhân với u phẩy đúng không? E u này. U phẩy ở đây là đạo hàm của tích thì sẽ bằng là cos x gì. X gì đạo hàm thì bằng 1 mà. Rồi, nhân với trừ x gì. À nào, F2 phẩy này thì sẽ bằng này, cũng là đạo hàm của tích này, vẫn bằng EU này nhân với cái này này phương này. Rồi, tiếp tục cộng với nhá, vẫn là EXC này. Rồi, nhân với cái thằng này đạo hàm. Đạo hàm với cos thì đạo hàm bằng trừ sin, trừ sin x đúng không? Xong x thì đạo hàm thì lại bằng trừ sin tiếp, như vậy đây là trừ 2 sin đúng không? Sin thì đạo hàm bằng trừ cos, à đạo hàm bằng cos. Cos x gì? Đấy, đấy là đạo hàm bậc 2. Nào bây giờ đến đạo hàm bậc 3 nào. Này, vẫn là đạo hàm cái này trước thì vẫn là MU. EU đạo hàm trước nhá. EU thì bằng EU nhân với U phẩy, như vậy thằng này là mũ 3. Rồi, cộng với này, thằng này vẫn là EU này. Đúng không nhỉ? Thằng này đạo hàm nhá thì sẽ bằng 2 này, 2 cái này. Alpha trừ 1 đấy. Nhân với cái này đạo hàm, cos đạo hàm thì lại bằng sin. Sin x gì thì vẫn là trừ 2. Sin x gì? Trừ x gì, cos x gì, đúng không? Đấy là xong cái khoản đầu tiên nhá. Tiếp này, cộng với này, e mũ u đằng này đạo hàm đây thì sẽ bằng thằng này nhân với thằng này đúng không, lại nhân với cả cái này. Rồi, tiếp tục cộng với thằng này là e mũ u thằng này nhân với thằng bên trong đạo hàm. Nhân nhá. Thì trừ 2 thì là trừ 2. Thì bằng trừ 2 của sin thì là trừ 2 cos x gì. Không. Rồi. Tiếp tục nhá. Đây này. Lấy cái này đạo hàm này. Cos này. Đạo hàm trừ đi tiếp một tục một cái cos x gì nữa. Vì x gì đạo hàm. Và cộng với x gì nhân với sin x. Rồi. Đấy, bây giờ chúng ta tính này, f tại điểm 0 thì bằng bao nhiêu? F tại điểm 0 là thay x bằng 0 vào đây thì là em cũng không thì bằng 1. Đúng không nhỉ? F phẩy tại điểm 1, f phẩy tại điểm 0 thì bằng bao nhiêu? F phẩy tại điểm 0 thì em cũng không cũng bằng 1, thằng này là bằng 1, thằng này là bằng 0, như vậy vẫn bằng 1, đúng không? F2 phẩy tại điểm 0 thì bằng bao nhiêu? F2 phẩy tại điểm 0 này thì thằng này là bằng 1. Đúng không? Thằng này cũng bằng 1, như vậy cái bằng 1 này, thằng này là 0. Thằng này cũng là 0, như vậy vẫn bằng mấy? Bằng 1. F đạo hàm bậc 3 tại điểm 0 thì xem bằng bao nhiêu? F đạo hàm bậc 3 tại điểm 0 nhá. Các em lưu ý cho cô thằng này là 1 này. Đúng không? Thằng này thì bằng mấy? Thằng này thì bằng 0 bởi vì là thằng này là 0, thằng này là 0 nên nhân với 0 thì sẽ bằng 0 này, thằng này bằng 0 này. Thằng này cũng bằng 0 này. Đúng không? Đây là 1 này. Rồi. Tiếp tục nhá. Thằng này bằng 0 này. Thằng này là 2 cos x chứ, đúng không? 2 cos mà. Thằng này là bằng 1, 1 thằng này là bằng 1, như vậy trừ 3 cộng với 1 thì bằng trừ mấy? Trừ 2. Trừ 2 nhá. Đúng không? Kiểm tra lại giúp cô nhá. Thì khi đó chúng ta sẽ có này. E mũ x gì cos x. Nhớ là chỉ có bậc viết dưới dạng hữu hạn thì chúng ta mới làm thế thôi nhá. Chứ còn nếu như mà viết đến bậc n chúng ta không làm vậy đâu, em lưu ý cho cô nhé. Cộng với x bình phương trên 2 này. Trừ đi x mũ 3 trên 3.
đúng không? Nhìn có vẻ quy luật cũng có nhìn giống giống nhau phết đúng không? Đến bậc 3 mà. Trên mấy trên 3 3 dây thừa nhân với trừ 2 nhá. Còn hai cái này đều là cộng hết và cộng với phần dư tại bậc 3. Đây là phần dư khi khai triển đến bậc 3. Đấy, cộng với phần dư thì bao giờ nó cũng phải là dư ra như thế. Đây, đấy. Đấy chính là khai triển của hàm Maclaurin của hàm e mũ x xì cô đích đến bậc 3. Đấy là khai triển Maclaurin của cái hàm e mũ x xì cô đích gì đến bậc 3 nhá. Nào cô dừng lại để cho các em xem đấy, dừng lại thì chúng ta xem nhé. Các em kiểm tra giúp cô trong cô đạo hàm có bị nhầm chỗ nào không? Nào các em kiểm tra giúp cô vẫn bị nhầm nhiều đấy nhá. Có lớp khác các bạn vẫn phát hiện ra đấy. Em thưa cô, em tưởng Sao? tưởng là áp dụng cái bài mình khai triển trước. Được, em áp dụng được, bài này áp dụng được nhưng áp dụng của nó cũng mệt đấy, không phải đơn giản đâu. Cái bài này áp dụng được mà, nhưng bài này nên làm cái này hơn là áp dụng. Đây nhá, nếu là em áp dụng thì em phải áp dụng đầu tiên em sẽ viết khai triển của cos. Đây này. Cos x gì ra đúng không? Đấy, viết khai triển của cos hôm trước của chúng ta là cos thì chúng ta là bậc gì? Toàn bậc chẵn hay bậc lẻ? Toàn là bậc chẵn là 1 trừ đi này. À, biết thế nào không phải đơn giản đâu. X xì mũ mấy nhỉ? X xì bình phương. X xì bình phương này. Bình phương trên 2, 2 hiểu là hai dây thừa đúng không? Nó chỉ có bậc chẵn thôi. Cộng với x xì mũ 4. Nào cô, bài này thì không nên sử dụng. Tại vì sao? Nó không giống là dạng kia. Làm sao em ấy được? Đây là x xì mũ 4 này. Trên 4 dây thừa này. Bài này áp dụng kiểu kia nó lại dài, nó tùy từng bài. Cô hôm trước cô đã chú thích rồi, riêng bài 1 bài 2, riêng bài 1 bài 2 thì chụp bởi vì làm sao nó là đến mũ 3 thôi, đến mũ 3 thôi. Nó rất là ngắn thì chúng ta nên sử dụng như thế, còn từ bài 3 đến bài 4 là đến bậc n thì chúng ta nên sử dụng gì? Là cái khai triển có sẵn, chúng ta biến đổi và sử dụng khai triển có sẵn. Cô hôm nay cô đã nói rồi, riêng bài 1 bài 2 đã nói trụ cụ thể rồi, nó tùy từng bài chứ có phải là ấy đâu. Đây cộng với phần dư bậc 4 này. Bài này làm thế kia nó sẽ nó lằng nhằng hơn nhiều. Nên đạo hàm nó đơn giản hơn. Đấy. Sau đó thì em lại phải biết là em mũ x gì của chúng ta là khai triển thành cái gì này. Đấy. Thì là một đúng không? Em mũ 0 1 nó cộng với x gì này. Xong cộng với x gì bình phương trên 2 này. Trên 2 dây thừa. Ví dụ cộng đến bậc 3 thì chẳng hạn. Xong đến đoạn sau là em phải lùi hết. Em phải bỏ hết bớt đi. Nó rất là nó phức tạp hơn nhiều. Tóm lại là không nên làm theo tùy từng bài. Bài này thì chúng vì làm sao? Họ cho đến bậc 3 thôi. Thì chúng ta nên 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 làm gì? Chúng ta nên khai triển đúng đến bậc 3. Đấy. Trừ khi họ bảo là đến bậc n thì chúng ta mới sử dụng. Đấy. Sau đó các em thay x xì bằng cos x. Xong rồi cos x em lại thay bằng cái biểu thức này này vào trong từng cái biểu thức này. Cái này cũng thế, sau các em bình phương lên mũ 3 lên mới ra. Đấy, nếu mà cách như thế thì nó phức tạp hơn nhiều. Nó phức tạp hơn nhiều. Chúng ta làm cái này nó đơn giản hơn chứ. Chúng ta nên lựa chọn cách nào đơn giản. Thế còn hỏi lý do tại sao vì hôm trước buổi trước là bạn nào mà nghe kỹ thì cô đều nói là bài 1, bài 2 là chúng ta đạo hàm đến bậc 3. Còn bài 3, bài 4 là chúng ta phải sử dụng công thức. Đấy, bạn nào mà nghe kỹ thì bạn ấy sẽ biết được vấn đề nó là như vậy. Còn nếu đây mà họ bảo là khai triển đến bậc n thì chúng ta không nên đạo hàm đến bậc n bởi vì thằng này đạo hàm bậc n làm gì có quy luật đâu mà đến đạo hàm đến bậc n, đúng không? Ta lưu ý này như thế. Để đạo hàm bậc n là phải có quy luật thì chúng ta mới đạo hàm đến bậc n. Nhưng bài này nó đến bậc 3 thôi thì chúng ta nên đạo hàm đến bậc 3, nó sẽ dễ hơn. Nào bạn gì vừa mới vào báo vào muộn nhỉ? Nguyễn Văn Thông này. Bài tập đúng không? Rồi bạn Nguyễn Văn Thông này. Muộn nhá. Bài số 2 hoàn toàn tương tự như thế nhá. Nào cô không chữa bài số 2 nữa. Bài số 2 các em làm hoàn toàn tương tự logan EP của cos x gì. Cái này thì nhiều số hạng bằng 0 lắm. Nó ít, cái bài này số hạng bằng 0 nó hơi nhiều một tí. Nào bài số 2 các em làm tương tự nhá. Đạo hàm làm tương tự bài thứ nhất.
Nào cô chiếu lại bài số 1 này. Bài số 2 các em làm tương tự như thế. Tương tự nhá. Tương tự với bài 2. Nào tương tự với bài 2 như thế nhá. Các em làm hoàn tương tự như thế với bài 2. Nào bây giờ này, bây giờ bài số 3 nhá. Bài số 3. Nào câu A này. Bài 3 là viết khai triển Maclaurin đến, đây là khai triển Maclaurin nhá. Bài 3 là khai triển tức là khai triển Taylor tại điểm gì, tại x bằng mấy, x bằng 0 nhá, nó chính là khai triển Taylor. Khai triển Maclaurin chính là khai triển Taylor tại điểm x bằng 0 thôi. Nào bây giờ cái bài đấy, cái bài bài câu A của chúng ta này. Nào câu A của chúng ta là fx bằng 1 trên 3x gì cộng 4. Thì bài này chúng ta nên sử dụng cái khai triển của chúng ta. Đúng không? Còn các em đạo hàm thì may, rất là may cái bài này đạo hàm nó cũng có quy luật bởi vì nó đơn giản. Đấy, nó đơn giản. May là đạo hàm nó có quy luật vì nó đơn giản. Đấy, các em lưu ý là như thế, nhưng chúng ta nên sử dụng trực tiếp luôn nhá. Nào bây giờ cô rút 1 phần 4 ra bên ngoài. Bên này là 1, ở dưới sẽ là 4. Cô rút ra bên ngoài nhá, bên trong này. Một cộng với này, 3x trên 4. Không. Rồi, tách ra này. Bằng 1 phần 4 này. Nhân với này. 1 này. 1 với 3x trên 4. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái khai triển của chúng ta nhé. Khai triển của chúng ta mà chúng ta đã sử dụng sử dụng là cái loại 1 cộng gì? 1 cộng x đúng không? Đấy. Nào, khai triển 1 trên 1 cộng x hôm trước chúng ta đã viết bằng cái gì nhỉ? Bằng 1 này, trừ x này, cộng với x gì bình phương này. Và nào quên thì chúng ta dở ra xem lại đúng không nhỉ? Cộng vân vân vân, cái này có dấu nhá. Trừ 1 mũ n. Đúng không nhỉ? X gì mũ mấy? X gì mũ n. Và phần dư bậc n. Cộng đến phần dư bậc n nhá. Cái gì bài của chúng ta là 1 trên 1 cộng 3x trên 4. Như vậy cô sẽ thay x bằng cái 3x phần 4 này. Vị trí nào của x thì sẽ thay bằng như thế. Ở đây sẽ là 3x trên 4. Ở đây các em lưu ý các hệ số các em không cần phải rút gọn và không cần phải viết gọn làm gì cả. Các em cứ viết nguyên bản như thế. Viết nguyên bản như thế cô, và cô phải tách ra nhé, là hệ số đứng riêng và x xì bình phương đứng riêng. Ví dụ ở đây là x xì bình phương, 3 bình phương trên 4 bình phương. Đấy, và hệ số nguyên bản nhé. Hệ số nguyên bản không cần phải rút gọn, xem là 3 bình phương trên 4 bình phương nó là cái gì, không cần thiết nhá. Không cần thiết rút gọn và không cần thiết giản ước làm gì cả. Vì coi những bài có thể giản ước được nhưng không cần thiết phải giản ước nhá. Này là 3 mũ n. 4 mũ n. Này là x xì mũ n. Để viết x vào đây cũng được. Và cộng với phần dư. Với phần dư của khai triển tại điểm n. Đây là hiểu là viết đại diện là phần dư của khai triển tại điểm n. Rồi ok. Thế thì bây giờ bài của chúng ta là 1 trên 1 trên 3x cộng 4. Nào khai triển bằng này. Các em viết nguyên cái này.
nhưng chúng ta nhân 1 phần 4 vào. Không? Nhân 1 phần 4 vào như vậy cái đầu nó sẽ là 1 phần 4. Cái thứ sau sẽ là 4 bình phương. Cái tiếp theo là 4 mũ 3. Còn cái này là 4 mũ n cộng mấy? Cộng 1. Còn không cần thiết phải nhân vào đây nhá. Đây chỉ là viết là đại diện thôi. Đây là chỉ là cái số dư, hiểu là số dư bậc gì? Số dư bậc n. Đại diện lên là số dư bậc n thôi nhá. Đại diện là số dư bậc n thôi. Thì đấy chính là khai triển Maxwell của cái hàm 1 trên 3x cộng 4 mà chúng ta không cần phải tính đạo hàm bậc n. Mà chúng ta không cần phải tính đạo hàm bậc n làm gì cả. Cô dừng lại màn hình để chúng ta xem đi nhá. À quên, nhìn thế này. Đấy, bạn nào nhìn phát hiện ra sai chỗ này là 4 3 chứ, đúng không? Đấy. Các bạn nhìn kem nhìn xem cô bị nhầm chỗ nào không nhá. Mạng nhà bạn là có vấn đề à? À, ở x bình phương, đúng rồi, chính xác, cô nhầm đấy. Đấy, chính xác nha, cô cảm ơn em nha. Chỗ này x nhầm x bình phương, khổ lắm cơ. Bình phương nhưng cạnh cái số 3. Thế cô lại ấn nhầm thành số 3, chính xác. Đấy, cô đã bảo các em xem kỹ. Xem kỹ và phát hiện nha, đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, bạn ấy phát hiện rất là đúng, x bình phương. Đúng rồi nhá, nên cô mới dừng lại cho các em vừa xem. Các em phải phát hiện ra ấy, thì chúng ta mới hiểu được vấn đề đúng không? Chính xác là x bình phương đấy. Tại vì số 2, số 3 trên bàn phím mà nó gần nhau, đâm ra là đầu thì cô nghĩ là bình phương, tay cô ấn số 3 có hay bị nhầm như thế. Nên cô dừng lại các em xem, đấy là bài câu A nhá. Nào hoàn toàn tương tự như thế câu B. Nói là tương tự chứ không phải là tương tự đâu. Nào bây giờ chuyển sang câu B nhá. Fx bằng logan ep này. Rồi chốc nữa cô sẽ cho một câu B phẩy nữa nhá. Sẽ có một câu B phẩy, đúng không? Câu B này. Thì chốc nữa cô sẽ cho một câu B phẩy nữa. Chẳng may là đi thi nó có gặp cái dạng như thế thì bởi vì trong bài này quên mất là chưa cho, bình thường ở trên lớp là cứ đến lớp thì cô lại có thể cho thêm. Nào, bài này của chúng ta là logan 2 cộng x trừ x bình phương. 2 cộng x trừ x bình phương. Logan ep chứ, nhầm. Rồi, bài này nhá, chúng ta phải tách ra xem. Riêng loga bây giờ cũng tách thành, nếu là một biểu thức không sao, nhưng đây là cái biểu thức bậc 2 này. Chúng ta nhẩm thấy nó có mấy nghiệm nhỉ? Có hai nghiệm là x gì bằng mấy? X gì bằng trừ 1 và x gì bằng 2 đúng không? Trừ 1 thì là 1 cộng x. Đúng không? 2 trừ x đúng thế này không nhỉ? X bình phương đúng rồi này. 2x trừ x, 1x này 2, 2 đúng rồi, chính xác. Cái này sẽ bằng là loga ep của 1 cộng gì? 1 cộng x cộng với logan ep của 2 trừ gì? 2 trừ x. Và cái thằng logan ep của 1 cộng 1 trừ x thì cô sẽ biến đổi như sau nhé. Có thành phần là logan ep của 2 cộng với logan ep của gì nhỉ? 1 cộng với x, 1 trừ x gì trên 2 không?
đúng không? Rồi, nào bây giờ logan ep của một cộng x gì này? Thì chúng ta nhớ là buổi trước chúng ta đã viết khai triển logan ep của một cộng x thì bằng cái gì nhỉ? X này, từ này, x bình phương trên 2 này. Đến bậc n luôn này. Thằng này nó lùi hơn với thằng kia một nhịp đúng không? Lùi hơn một nhịp thì chắc chắn nó sẽ là trừ 1 mũ n trừ 1 rồi. Đúng không? X gì mũ n này. Chia cho gì? Chia cho n và cộng với phần dư tại bậc n. Các em nhớ nhá, cái này cái phần dư bậc n, bậc giữa đây là chỉ là biểu thị cái phần dư khi chúng ta khai triển đến bậc n chứ nó không phải là cái gì cả, đúng không? Rồi. Nào, logan ep của 1 trừ x dấu trừ hết nhá. Đúng không? Là trừ x gì này? Nó nguyên như thế này nhưng nó toàn dấu trừ. Đấy. Trừ đi x gì bình phương trên 2. Rồi, trừ. Trừ đến thằng n là x gì mũ n trên n. Và cộng với phần dư tại bậc n. Nhá, bây giờ cô thay trực tiếp luôn này. Thằng logan ep của x gì trên trừ x gì trên 2 cô thay luôn bằng x gì trên 2 ở đây luôn nhá. Nào các em lưu ý này, cô viết thay luôn ấy, thằng này thì sẽ bằng là x gì trên 2. Trên 2 nữa. Nhưng 2 ở đây phải là 2 bình phương, cô không nhân vào đâu nhá, không nhân vào thành 8 làm gì cả, cô để nguyên như thế. Thằng này là nhân đi 2 mũ n. Thế thằng này là x gì mũ n trên 2 mũ n với x gì trên n đều như nhau. Đây là biểu thị phần dư khi chúng ta khai triển đến bậc n. Lưu ý là đây là biểu thị thôi. Rồi, thế thôi. Chính vì vậy mà cái bài fx của chúng ta đây, cái fx của chúng ta là bằng luôn này. Logan ep của 2 này. Cộng với này. Nào, cộng với cái này trước nhá. Rồi, sau đó thì chúng ta cộng tiếp đến cái phần này. Cộng cộng ở đây là toàn dấu trừ nhá. Đây đến phần này. Đúng không? Và cộng với phần dư của bậc n. Hai cái này cộng lại với nhau chỉ hiểu là đấy là một phần dư thôi. Nó chỉ biểu thị số dư thôi. Nào có thể viết gọn lại thành thế này nhá. Nào bây giờ này, quan trọng nhất là bây giờ là gì? Bây giờ cô sẽ cộng từng bậc lại. Nếu như có hai cái khai triển thì khi cộng thì các em lưu ý cho cô là cộng mũ cùng bậc với nhau. Bậc 1 đi với bậc 1, bậc 2 đi với bậc 2. Chúng ta lưu ý là như thế nhá. Bậc 1 đi với bậc 1, bậc 2 đi với bậc 2. Vậy ở đây cô sẽ là cộng này. Cái đầu tiên của chúng ta là gì? Là 1, đúng không? Trừ đi 1 phần 2, không rút gọn nhá. Để nguyên như thế này, không cần phải trừ 1, trừ 1 phần 2 là bằng 1 phần 2. Chúng ta không rút gọn làm gì cả. Đây này, bậc 1 với bậc 1 nhá. Nào, bậc 2 với bậc 2. Nhầm, ở dưới này chứ. Nào, bậc 2 với bậc 2 này. Bậc 2 của cái này là trừ 1 phần 2. Trừ 1 phần 2. À, bậc 2 này đều giống nhau 1 phần 2. Cô để 1 phần 2 ra bên ngoài. Đấy, giống nhau 1 phần 2. Vậy bên trong ở đây là còn trừ 1. Đúng không? Trừ 1 và trừ đi 1 trên 2 bình phương. Cô để nguyên như thế nhá. Để khi cô thay vào ấy là cái hệ số nó giống hệt nhau. X gì gì? X gì bình phương. Rồi, cộng tiếp đến bậc n này. Nào nó sẽ chung nhau 1 trên n, chắc chắn là chung nhau 1 trên n. Rồi, hoặc này. Thằng này mũ n ra bên ngoài thì còn là trừ 1 mũ gì? Mũ n trừ 1. Rồi, tiếp tục trừ đi. Thằng này là 1 trên 2 mũ n. Đấy. Thì hệ số nó phải có quy luật của nó và khi thay hệ số tại điểm n bằng giá trị n1, n2 thì nó quay về đúng cái hệ số của cái thằng x và x bình nhá. Các em không cần giản ước các hệ số kia làm gì cả. Đấy, đấy chính là khai triển. Đây, khai triển cuối cùng này. Các em nhìn này, khi n bằng 1 thì nó quay lại đúng cái này không? N bằng 1 này. Khi n bằng 2 nó quay đúng vào cái hệ số này. N bằng 2 ở đây là 2 nhá. 2 trừ 1 bằng 1 là trừ 1 này. 1 trên 2 bình phương. Đấy, n bằng 2. Nếu các em làm hệ số n bằng 3 thì nó cũng tương tự. Chính vì vậy mà không cần thiết phải giản ước cái này nhá. Các em để nguyên theo đúng dạng của nó. Để nguyên theo đúng dạng n của nó này. Đấy, chúng ta lưu ý là như thế. Đấy là bài câu B. Nào cô cũng dừng lại, các em nhìn xem có sai sót chỗ nào không. Nhìn sai sót chỗ nào không thì nhắc cô nhanh.
Kiểm tra đi, vì nhiều khi cô đánh máy nó vẫn có thể bị nhầm. Ôi trời ơi, bây giờ vẫn còn điểm danh đi muộn hả? Thế này là vào muộn nhá. Bạn Phạm Văn An, đúng rồi, bạn này nhắc cái này đúng rồi nhá, bạn Thông nói bảo cô là đúng rồi nhá, cô sửa rồi. Các em kiểm tra lại cho cô xem là cần chỉnh chỗ nào không, bạn Phạm Văn An muộn này. Thì cô sẽ cho thêm một bài B phẩy nữa nhá, một bài B phẩy nữa. Nào dừng lại kiểm tra giúp cô đấy. Rồi xong nhá. Có bạn nào xem không phát hiện cái gì không? Các em cố gắng phát hiện, các em phát hiện ra thì các em mới hiểu được bài. Thực sự là như thế. Các em phát hiện, cô lấy ví dụ nhá. Giả sử cô bây giờ cô có thêm một bài này nữa thì chúng ta làm như thế nào? Nào vẫn là cái bài này nhá, nhưng cô cho thêm một cái bài 2 phẩy thôi chẳng hạn, đúng không? B nhá, bài B phẩy hoặc bài C đi, đúng không? Bài C này. Vẫn là bài bài số 3 nhá, cô cho bài C nhá. Vẫn là khai triển Boolean. Đúng không? Nhưng mà cái nếu cái hàm fxy họ cho như thế này thì chúng ta vẫn sử dụng cái khai triển có sẵn. Ví dụ là xì em mũ hay chẳng hạn. Đấy, chúng ta vẫn sử dụng khai triển có sẵn. Ví dụ bài C chẳng hạn là viết thế này thì chúng ta sẽ làm thế nào? Và viết là viết đến bậc gì? Bậc n. Viết đến bậc n nhé. Thế thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Bài này thì ngắn thôi. Là em mũ x này này. Đầu tiên chúng ta nhớ là khai triển của em mũ x gì sẽ bằng cái gì? Em mũ x thì nó bằng em phẩy 1 này. Cộng với x gì trên 1 giai thừa đấy. Cô không viết nữa. X gì trên 2, hiểu là x gì trên 2, x gì bình phương trên 2 giai thừa đúng không? Bởi vì các đạo hàm của nó đều bằng 1 hết. Cộng với đến cái bậc 3 nhá. Nhìn cho nó tổng quát một chút. X gì mũ 3 trên 3 giai thừa. À, đến bậc x n trên n giai thừa. Và cộng với vô cùng bé, nghĩa là cái phần dư tại bậc n. Rồi. Thế thì bài của chúng ta là em mũ gì? Em mũ 2x. Vậy thay x gì bằng 2x thôi. Bằng này. Nguyên như thế này nhá, nhưng cô sẽ thay x bằng 2x. Đây là 2 này. Thằng này sẽ là 2 bình phương, cô không giản ước cái gì nhá. Không giản ước hệ số nhá. Thằng này là 2 mũ 3. Đúng không? Thằng này sẽ là 2 mũ gì? 2 mũ n. Rồi không giản ước hệ số nha. Nhưng bài của chúng ta này là x gì? Nó có sẵn x gì rồi.
x gì nhân e mũ x. Đấy, thì sẽ bằng x gì này. Biết khai triển bên trong, nhưng các em lưu ý cho cô là bên ngoài nó có một bậc 1 rồi, thì khai triển bên trong của cô không phải đến bậc n, mà cô chỉ cần biết khai triển đến bậc n trừ 1. Thằng này không phải là bậc n, mà đến bậc n trừ 1. Các em lưu ý như thế nhé. Nếu bên ngoài nó có một bậc rồi thì bên trong chúng ta chỉ biết khai triển đến bậc n trừ 1 thôi. Bởi vì nhân với một x vào thì nó mới thành bậc n. Thằng này là x gì? Bậc n trừ 1. Đấy. Thì sau khi chúng ta nhân thêm x vào này, bây giờ viết khai triển nó là x gì này cộng với 2x gì bình phương này. Đấy. Cộng tiếp là 2 bình phương không dặn ước hệ số nhá. X gì mũ 3. Đấy, hệ số bậc mũ 3 của nó là cái này trên 2 dây thừa. Rồi, có cộng đến bậc n luôn nhá. Cộng đến bậc n thì nó sẽ là 2 mũ n trừ 1. 2 mũ n trừ 1. N trừ 1 này. X gì bậc n, x gì mũ n này. Chia cho n trừ 1 dây thừa. Rồi. Cộng với vô cùng bé. Bậc x gì mũ n. Đấy, các em lưu ý rằng nếu bên ngoài nó có rồi thì chúng ta viết khai triển bên trong, chúng ta chỉ viết khai triển đến bậc n trừ 1 thôi, chứ không phải để chúng ta viết khai triển bậc n. Bạn nào viết khai triển đến bậc n cũng được, nhưng khi viết vào đây chúng ta bỏ cái thằng n cộng 1 đi, vì người ta chỉ tổng quát để đến bậc n thôi. Bậc n hay n cộng 1 thì nó có khác gì nhau. Đấy, thế nhưng lưu ý là cái số hạng đầu tiên của nó phải là x, chứ không phải là hằng số như thế này. Và các hệ số của nó như thế này nhá. Ở đây là x mũ n thì hệ số là 2 mũ n trừ 1 trên n trừ 1 dây thừa. Không giống như cái thằng này là 2 mũ n trên n dây thừa. Đấy, với những bài như thế thì chúng ta chú ý nhá. À, phần dư ở đấy viết như thế cũng được, nhưng nó không giải quyết vấn đề gì. Cái này này, khi họ viết, các em lưu ý này, khi chúng ta viết đến phần dư đến bậc n thì đây là số này chỉ là cái số tượng trưng. Đây nhá. Nhưng cái số này là số tượng trưng, chỉ thể hiện là gì? Là phần dư đến bậc n. Và khi chúng ta viết ở đây, viết cái loga này, các em phải hiểu rằng đây là vẫn là khai triển tại bậc n, chứ không phải là khai triển của x gì trên 2. Cái này, tất cả cái này nó gọi là hằng số. Hằng số nó là hệ số rồi. Nhá, hằng số nó là hệ số rồi. Chứ không phải là cái này là của x gì trên 2, mà là biến, mà chẳng qua ta sử dụng bên trên cho thay cái này bằng x trên 2. Còn ở đây vẫn là khai triển của x. Thì ở đây vẫn phải là ghi là x, chứ không phải là x gì trên 2. Còn x với x trên 2 nó chả có ý nghĩa lý lý gì. Còn viết cái số này này, cô đã bảo rồi, cái số này chẳng qua là cái số tượng trưng, là biểu thị là cộng tôi khai triển đến bậc n thì phải có cái phần dư, bởi vì nó không thể khai triển bằng khít như đa thức được, bởi vì cái hàm này không phải là, nó không phải là đa thức, mà tôi xấp xỉ nó bằng một đa thức. Khi xấp xỉ thì nó phải có số dư, và tôi biểu thị là số dư đây là số dư đến bậc n, và khai triển ở đây là theo xn. Đây này, khai triển mắc Lorentz là đến xn chứ. Còn tất cả cái này nó nằm trong hệ số rồi, cái này nó nằm trong hệ số mà. Chúng ta vẫn không hiểu là như thế nào ở đây này. Vẫn không hiểu là kiểu gì, đúng không? Đây này, nếu là khai triển mắc Lorentz thì tất cả những cái gì chúng ta đẩy hết phía trước là hệ số, còn đây mới là cái phần biến. Đây mới là phần biến này. Còn tất cả cái trước là hệ số, còn phía trước nó là x trên 2, x trên 3, ta không cần biết. Đấy là cái hàm gốc. Còn cái hàm khi khai triển thì phải là theo đa thức của x. Thế còn tất cả các số mà nó liên quan thì đẩy hết thành hệ số. Đấy, thế nên x ở đây thì phải là x. Thế còn ở đây em viết x trên 2, nó cũng chả giải quyết vấn đề gì, nhưng mà nó không đúng. Nó không đúng theo đa thức, bởi vì mục tiêu của cái bài này này, đây, vấn đề của bài của chúng ta là gì? Đây, mục tiêu là ta phải tìm một cái đa thức này. Đấy, nhưng tại vì trong trường đặc biệt của chúng ta là C bằng 0, và tất cả cái kia nó đẩy thành hệ số rồi, để hệ số thì đa thức chỉ là x thôi. Thế còn bài của chúng ta, người ta cho x trên 2, đấy là việc của bài. Đấy là việc của đề bài, đây là việc của đề bài. Là x trên 2, nhưng khi tôi viết khai triển thì nó chỉ là đa thức của x, chứ không phải đa thức của x trên 2. Cái này là thức của x chứ, x trên 2 đâu. Chẳng qua là tôi mượn cái công thức bên trên thôi. Mượn cái công thức bên trên. Còn hiểu đây là 2 nó đẩy thành hệ số rồi, làm gì còn biến x trên 2 nữa. Thế nên là bạn gì hỏi này. Ở đây cái tin nhắn ở trên điện thoại của cô nó nhanh hơn ở trên máy tính, đúng không? Đây này, máy tính nó chưa hiện. Máy tính nó chưa hiện cái tin nhắn đấy. Nhưng mà trên điện thoại thì cô đã đọc được rồi. Đấy, bạn nào vừa hỏi đấy. Đây này, trên này nó còn chưa hiện này. Đấy, các em biết rằng là máy tính nó chậm hơn điện thoại, nhưng hôm sau mà kiểm tra online giữa kỳ thì các em làm bài làm dùng bằng điện thoại cho nhanh nhá. Bạn ấy vừa hỏi ấy, cô nhìn trên điện thoại thì cô mới trả lời, đúng không? Đặng gì đấy
ở đây nó chỉ hiện tên cái tên họ lên thôi. Đấy. Đặng Hải Nam à? Đấy nên nó là như thế chứ không phải là nó là x gì trên 2. Đây này, x trên 2 là bài bài của họ, bài chúng ta mượn x trên 2. Còn khi viết đây chúng ta hiểu đây là đa thức của x chứ. Tất cả cái này là đa thức của x chứ, không sao mà x trên 2 được, cái thằng 2 này thành hệ số hết rồi. Thế còn cái số này chỉ là cái tượng trưng phần dư thôi. Nghĩa là tôi xấp xỉ nó bằng một cái đa thức và nó sẽ có phần dư. Còn tại sao tôi viết ở đây tôi biểu thị là tôi khai triển đến bậc n thì phần dư của nó là đến bậc n. Và phần dư này nó tiến dần về 0 khi x gì tiến dần về 0. Đấy. Phần dư này nó sẽ tiến dần về 0 đúng không? Khai triển bậc càng lớn thì cái phần dư nó càng nhỏ. Chúng ta hiểu gần nôm na là như thế. Nên tất cả các phần dư là chúng ta viết luôn thành dưới dạng này chứ không phải là x gì trên 2 hay là trên 3, trên 4 gì cả. Đấy là câu B nhá. Câu B này. Và cô cho thêm câu C là trong trường hợp mà nó có một cái đa thức x gì, một cái x nằm ở đây thì bên trong chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ khai triển đến bậc n trừ 1 thôi. Bởi vì khai triển tổng quát thì đến bậc n thì khi chúng ta nhân vào nó trở thành bậc n. Đấy là bài số 3, là bài số 4 nào. Nào. Cô dừng lại màn hình để xem nhá. Thứ nhất em kiểm tra cho cô xem là cô có bị sai chỗ nào không. Nào cô sai là chuyện bình thường nên cô cũng nhầm nhiều lắm. Nào, xong nhá. Bây giờ cô chuyển sang bài số 4. Là bài số 4 cô chỉ làm câu A, câu B thôi nhá. Câu C tương tự nhá. Đó, bây giờ bài số 4 nó khác này. Là khai triển tay lo. Đấy. Trong đó là cận cái điểm x thì không bằng 1. Đấy, thì là như thế nào? Ờ, đây, bài số 4 này. Bài số 4 là chúng ta viết khai triển tay lo, đúng không? Rồi. Trong lân cận cái điểm x thì 0 của chúng ta là bằng mấy? X thì 0 của chúng ta là bằng 1. Nào, thì chúng ta sẽ viết như thế nào? Chúng ta phải hiểu khai triển Maxwell là trong lân cận điểm x thì bằng 0 là dưới dạng đa thức x. Còn khai triển Taylor trong lân cận cái điểm x thì của chúng ta bằng 1 có nghĩa là phải làm xuất hiện dưới dạng đa thức x thì trừ 1. Đấy nhá. Đây này, nếu là x thì, đây này, có nghĩa là thay C bằng 1 này, thay C bằng 1 này, dưới dạng đa thức x thì trừ 1, x trừ 1 bình phương, x thì trừ 1 n. Đấy, các em hiểu rằng là như thế nhá. Thế nên những bài này cũng không nên là chúng ta lấy đạo hàm. Chúng ta vẫn phải sử dụng những cái mà chúng ta đã được biết. Khai triển chúng ta đã biết x bình phương trừ với x cộng 12. Loganepe này, x bình phương trừ 7xy cộng với 12 đúng không? Nào, cho nên trong lân cận điểm xy 0 của chúng ta là bằng 1. Đấy, có nghĩa là chúng ta phải làm xuất hiện cái đa thức x trừ 1. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ biến đổi cái hàm này thành cái gì đã? Nào, loganepe của 7 với 12 tích thì bằng 12 mà tổng thì bằng 7 là 3/4 đúng không? Thế nhưng bình thường các em sẽ viết như thế này.
đúng không? Các em sẽ viết như thế. Thế nhưng khai triển của chúng ta này, khai triển của chúng ta lại làm một chữ x, logan ep của một chữ x. Vậy cô sẽ đổi ngược lại, cô sẽ không viết như thế này mà cô sẽ viết thế này nhá. Đúng không? Vẫn được mà. Vẫn giống hệt, khai triển mở ra và giống hệt cái bên trên, đổi dấu liền hai cái. Rồi sẽ bằng logan ep này. Đúng không? Rồi bây giờ biến đổi tiếp nhé. Nhưng cái của chúng ta là nó phải xuất hiện cái gì? Là cái phải xuất hiện x trừ 1. Vậy ở đây của chúng ta là trừ trừ x, đúng không? Cô mở ra, mở ngoặc này, cô phải làm xuất hiện x trừ 1 đã. Đấy. Thế thì bây giờ của chúng ta là còn 4. 4 này. Vậy cộng 1 ở đây nó sẽ là 3, có đúng không? Rồi. Cộng tiếp này. Này cũng thế này. Nào, bây giờ là 3 trừ đi x gì, đúng không? Thì cô sẽ mở ngoặc xuất hiện x gì trừ 1. Đấy. Thì bây giờ 3 thì ở đây là còn mấy? Còn 2. Đúng thế này không? Rồi nhá. Cái này cô sẽ viết bằng như sau, cái tắt luôn này, logan ep của 3 này cộng với logan ep của bên trong này. 1 đi x gì cộng 1, x gì trừ 1 chứ. Trên mấy? Trên 3. Logan ep của 2 cộng với logan ep của bao nhiêu đây? 1 trừ đi x gì trừ 1 trên mấy? Trên 2. Như vậy 3 cộng 2 là bằng 6. Vậy logan ep của 6. Đúng thế này không? Rồi, bây giờ chúng ta này có này. Nào bây giờ nhắc lại, cô nhắc lại cái logan ep của 1 trừ x thì bằng cái gì? Lúc nãy ta viết rồi đấy, toàn bằng dấu âm thôi, trừ này, trừ x bình phương trên 2 này. Đúng không nhỉ? Đúng không? Trừ trừ đi x mũ n trên n. Và cộng với phần dư tại bậc n. Cộng với phần dư đến bậc n nha. Rồi, bây giờ chúng ta có logan ep của 1 cái này. Thì chúng ta thay vào thôi. Thằng này. Thì thay vào, thay x bằng trừ x gì trừ 1 trên 3. Thì nó là trừ này. X gì trừ 1 trên 3 này. À nhá. Trừ tiếp này. Trừ x gì bình phương. X gì trừ 1 tất cả bình phương trên 2 nhân với 3 bình phương. Rồi, trừ tiếp, trừ đến thằng bậc n là x gì trừ 1 mũ gì? Mũ n chia cho n nhân 3 mũ mấy? 3 mũ n. Với phần dư. Phần dư của cái khai triển này bậc n. Khai triển theo x gì trừ 1 bậc gì? Bậc n. Rồi, tương tự như thế. Thằng x gì trừ 1 trên 2. Trên 2. Chúng ta thay cái này bằng mấy? Bằng 2. Thay cái này bằng 2 thôi. Rồi, bây giờ vậy. Vậy cái thằng ban đầu của chúng ta fx gì nhá? Bằng này. Đầu tiên là logan ep của 6. Đấy, logan ep của 6. Rồi, tiếp này. Cộng này, thằng này cộng tất cả là dấu trừ hết này. Kem này, cộng khai triển này với khai triển này cô làm một lần luôn nhá. Là cô cộng thằng trên với thằng dưới. Cộng, các em nhớ là cộng từng hệ cùng bậc với nhau. Bậc 1 đi với bậc 1, bậc 2 đi với bậc 2, bậc n đi với bậc n nhá. Thằng này cộng vào này thì cái hệ số của chúng ta là gì? 1 phần 3 cộng 1 phần 2, 1 phần 3. Cô để dấu trừ dưới bên ngoài rồi đấy. Các em có thể trong đó kiểm tra lại xem 1 phần mấy? 1 phần 2 là nhân x gì trừ 1. Đúng không? Rồi, trừ tiếp này.
1 phần 2, thằng này chung 1 phần 2, có điểm 1 phần 2 ra bên ngoài. Không được giải ước hệ số nhé. Và thực ra là không cần 1 phần 3 bình phương. Các em không cần giải ước hệ số và không nên giải ước làm gì cả. Nó có quy luật của nó. Khi các em làm nhìn đúng quy luật thì các em mới biết là các em làm đúng. Các em làm hệ số mà không có quy luật thì chúng ta làm sai nhá. Hệ số đây nó không lung tung được đâu. Đấy. Hệ số ở đây không lung tung nhá, nó có quy luật của nó. Các em làm mà không ra quy luật chứng tỏ chúng ta là bị sai. Bình rồi, trừ tiếp. Trừ đến bậc n này. Là 1 trên n. Nói chung nhau 1 trên n, có để ở bên ngoài. Hệ số bên trong nó sẽ là 1 phần 3 mũ n. Nên những cái hệ số nhỏ chúng ta không được giản ước, chúng ta cứ để nguyên như thế. Nó có dạng như thế nào thì để nguyên cái dạng nó vậy, 1 trên 2 mũ n. Nó chính là tổng quát của dạng mũ n thôi. Thằng ở dưới là x gì trừ 1 tất cả mũ gì? Mũ n. Rồi, cộng với cái số dư, phần dư của bậc n. Đây là khai triển thì bao giờ cũng phải có phần dư bậc n. Thấy nhá? Đúng không? Như vậy nó rất là quy luật nhá, thay n bằng 1 vào thì nó ra cái hệ số đầu tiên này. Đấy, n bằng 2 vào ra hệ số thứ hai này. Tất nhiên n bằng 3 ra hệ số thứ hai. Vì vậy các em không cần phải giải ước cái thằng 1 phần 3 cộng 1 phần 2 bằng cái gì nhá. Các em mà giải ước có khi nó còn bị sai nữa. Đấy là bài số câu A. Nào, cô dừng lại màn hình để chúng ta nhìn đấy. Nó hơi to một chút nhá, để cô zoom nó vào. Khai triển quá to. Đấy, các em nhìn xem có bị sai chỗ nào không? Nhìn xem có bị lỗi chỗ nào không? À, ừ đúng rồi, cộng đấy. Đấy, đúng rồi nha, bạn phát hiện rất là chuẩn, chính xác là dấu cộng với cô đô lôi hết dấu trừ ra bên ngoài rồi mà. Hai cái này nó làm sao, nó cùng dấu mà. Đúng rồi, chính xác đấy. Nên các em cứ nhìn xem, theo dõi giúp cô nhá. Nhiều khi cô là đánh máy, nhiều khi nó vẫn bị nhầm. Đúng rồi nhá, chúng ta xem thật kỹ nhá. Các em có phát hiện ra, các em có hiểu vấn đề hoặc là chúng ta nắm được vấn đề thì mình biết là của cô bị nhầm chỗ nào. Nào, chuyện cô nhầm là bình thường, tốt nhất là chúng ta xem xong rồi nhầm chỗ nào thì phản hồi lại để cô sửa. Không, nhiều khi cô không để ý đâu, thực sự là cô đánh máy cô không để ý đâu. Xong về sau các em xem lại record thì các em lại thắc mắc đúng không? Bạn nào xem lại record mà có gì thắc mắc thì chụp lại cái màn hình đấy gửi lại cho cô nhá. Nếu sai chỗ nào thì cô sẽ báo là sửa cái gì. Các bạn lớp khác vẫn thế mà. Các bạn lớp khác vẫn thế thì cô mới biết là ôi mình nhầm nhiều thật đấy. Các bạn lúc khác vẫn thế đấy, các bạn có thể xem lại xong rồi nhìn thấy nó không đúng lắm thì các bạn chụp lại màn hình xong gửi lại cô, bảo cô xem lại cái này xem là thế nào thì đúng là cô nhầm, thì cô bảo cô nhầm. Nào, nhầm là chuyện bình thường đúng không? Tất nhiên rồi, các em phải chỉ cho cô, bởi vì cô đã nói rồi, nhiều cái là cô ví dụ lên trên bảng cô viết thì đỡ nhầm hơn đánh máy nhá. À, cô suy nghĩ thì cứ theo đúng cái logic ở trong đầu thôi, nhưng cái tay có khi là cô lại ấn vào cái phím nào mà cô không để ý.
Rồi nha, đến cô B nhá. Không hiểu nhỉ? Nào các em xem kỹ cô, bản thân cô không phát hiện được ra đâu. Cô nhìn đây có hoa hết cả mắt, đúng không? Nhìn vào cái này có hoa cả mắt, cô đánh máy ra như thế có hoa cả mắt thì cô cũng chả để ý được. Rồi nha. Tiếp tục cùng câu cô B này. Câu C các em sẽ tự làm, cô sẽ gợi ý thôi, các em sẽ tự làm nhá. Cái làm này mất thời gian, mất rất nhiều thời gian đúng không? Nào, cô B này. Nào bây giờ cô B nhá, chúng ta nhìn cô B này. Là trong lân cận thì điểm x không bằng 2 nhân log nepe của x xì trừ 1 mũ x xì trừ 2 trên 3 trừ x. Log nepe này. X xì trừ 1 mũ x xì trừ 2 trên 3 trừ x. Ngay trong lân cận của điểm x không bằng 2 có nghĩa là chúng ta phải làm xuất hiện cái đa thức theo bậc x xì trừ 2. Đúng không? X không bằng 2. Đấy, chúng ta phải làm xuất hiện cái đa thức x xì trừ 2 nhá. Thế thì ở đây chúng ta để ý này. Chúng ta tách cái log này ra. Có đúng như thế này không? Đúng thế này không nhỉ? Rồi, xong rồi nhá. Nào bây giờ biến đổi luôn này. Cái này nó rất là dài. Nên cô sẽ biến đổi luôn này. Bằng này. X xì trừ 2 này. Log nepe này. Ở đây phải xuất hiện là x xì trừ 2. Đúng không? Đấy, không cần biết nhưng kiểu gì phải xuất hiện x xì trừ 2 đã. Thế thì bài này của chúng ta nó là bằng trừ 1, vậy 1 cộng với. Này làm sao hát xì hơi nhiều thế không biết. Hơi, xin lỗi cả lớp nhá. Đúng không? Một tí tí lại hát xì hơi theo kiểu như là sắp cả cúm ấy. Đúng không nhỉ? Các em nhìn cho cô này, mở ra có đúng là x xì trừ 1 không? Nhá, x xì trừ 1 đúng không? Cộng với thằng sau này, log nepe này. Các em phải làm thế nào để xuất hiện được là x xì trừ mấy? X xì trừ 2, đúng không? Bởi vì trong lân cận điểm này mà. Vậy mở ra, đây nó sẽ làm bao nhiêu? 1. Đúng chưa nào? Rồi, như vậy chúng ta có log nepe của 1 cộng x, log nepe của 1 trừ x. Nào, bây giờ ta viết cái log nepe của 1 cộng x gì? Ta là bằng cái gì? Hôm nay ta viết rồi đấy. À, nó bằng cái gì nhỉ? Cái này dấu nó đan xen đúng không? Dấu đan xen là bằng x gì này? Trừ x gì trên 2 này. Các em theo dõi nhá, tí cô thay trực tiếp vào luôn đấy. Để cho nó đỡ dài dòng. 2 này. Cộng chấm chấm chấm. Thằng này là bậc của nó là lùi bậc dấu này. Nhưng nó lùi so với thằng kia một đơn vị này. N trừ 1 này. X gì mũ gì? X xì mũ n này chia cho n đúng không? Rồi cộng với phần dư tại bậc n. Phần dư của x mũ n chứ. Đấy là log nepe của 1 cộng gì? 1 cộng x đúng không? Nào, log nepe của 1 trừ x thì sao? Tương tự như thế nhưng nó toàn tất tần tật là dấu trừ hết nhá. Nó là dấu trừ hết. Này các em theo dõi nhá, cô không biết dài đâu. Biết dài và bài kia nó dài, các em phải theo dõi thôi, đúng không? Nào bây giờ của chúng ta này, 1 cộng x xì trừ 2. Vậy cô sẽ thay cái này bằng x xì trừ 2. Thay bằng x trừ 2 nhá. Đúng không? Nào, thay vào này. Rồi nhá, thằng ở dưới cũng thế nhá. 1 trừ đi x gì trừ 2.
theo dõi nhé, chứ cô không giải thích lại hoặc là viết lại nữa. Chỗ đây là cô sử dụng này, viết thế này cho nó ngắn công thức, cho nó đỡ dài, các em nhìn nó cũng đỡ vất vả. Nhưng mà bây giờ lưu ý một cái đoạn, bây giờ cái bài riêng cái bài này cô lưu ý cho một tí này, viết xong nốt cái này để lưu ý này. Rồi nha. Thế bây giờ khai triển của chúng ta này. Thằng này là x gì trừ 2 nhân với cái này. Thế thì có nghĩa là cái bên trong, nếu là x gì trừ 2 bên trong nó đã có một, bên ngoài nó đã có một cái đa thức x gì trừ 2 rồi. Chính vì vậy mà bên trong chỉ khai triển x gì đến bậc, x gì trừ 2 đến bậc bao nhiêu? Bậc n trừ 1 thôi. Đấy nhá, bên trong thì khai triển đến bậc n trừ 1 thôi, chứ không phải là khai triển đến bậc n nữa. Thằng bên trong thì đến bậc n trừ 1. Các em lưu ý cho cô là như thế nhá. Thằng này, ôi chết rồi, bết lại đi, ôi chết rồi. Undo bết này, redo bết này. Thôi chết rồi, cô bị mất hết rồi, lại phải gõ lại à? Làm thế nào nhỉ? Không quay lại được, đúng không? Không quay lại được. Nó chỉ còn có hai lệnh thôi. Thôi chết rồi, lại phải viết lại rồi. Khổ quá. Rồi, lại phải viết lại. Khổ thế đấy. Quên mất, bấm phải cái ấn tay vào. Thôi viết lại nhá. Hơi mất thời gian một chút. Đây là x gì trừ 1 à? Mũ x gì trừ 2. Vì không lưu được, vì cô cũng đã lưu đâu. 3 trừ gì? 3 trừ x nhá. Trong lân cận điểm x gì 0 bằng 2. Viết lại một lần nữa, viết nhanh vậy. Bằng 2. Rồi, ok. Sẽ cái này này, bằng này. X gì trừ 2 này. Logan EP của x gì trừ 1 này. Bằng này, x trừ 2 này, logan EP này, 1 này, cộng với này, x gì trừ 2 này, cộng. Cô ơi, ơi, cái chỗ là nó phải là trừ chứ. Chờ cô tí nhá. Chỗ này nhá, chỗ này sao lại là trừ được? Cái chỗ logan EP của ba chỗ y à. X gì trừ, đúng rồi, trừ, đúng rồi. Có hiểu ý em nói cái gì rồi? Đây đúng không nhỉ? Đúng rồi đây này, may quá. Đỡ phải, cô đóng cái này vào nha. Rồi. May quá. Rồi, vẫn còn cái này. Đúng không nhỉ? Đúng rồi. Lúc nãy nó chạy sang, cô mở một cái tab khác, cô quên mất. Rồi, ok, chỗ này là trừ bởi vì là nó là hiệu mà, đúng không? Đúng rồi nhá. Đấy, các em cứ phải theo dõi các em nhắc cô nhá. Chính xác này. Bây giờ nhá, bên trong này, bên trong nhá. Bên trong cô cóp xuống, nhưng các em hiểu rằng là bên trong ở đây chỉ là khai triển đến bậc mấy thôi. Bậc n trừ 1 thôi nhá, chứ không phải là n trừ 2. À, không phải là n. Nên chỗ này chỉ khai triển đến bậc n trừ 1. Lý do làm sao? Vì ta có một thằng x gì trừ 2 bên ngoài rồi. Còn các em viết là bậc n cũng không sao. Về sau các em sẽ nhân vào ấy, thì các em sẽ bỏ cái thằng n cộng 1 đi. Các em hiểu chưa? Nếu các em viết đây là n thì nhân vào, sau chúng ta bỏ cái thằng n trừ 1 đi, bởi vì n hay đến n cộng 1, à n cộng 1 đi, n hay n cộng 1 thì chỉ viết là n thôi. Thế nên là ở đây đã có x gì trừ 2 rồi, thì bên trong chúng ta chỉ viết đến n trừ 1 thôi. Còn bạn nào viết nguyên n cũng được, lúc về sau các em sẽ bỏ bỏ cái thằng n cộng 1 đi, chỉ lấy đến bậc n thôi. Đấy nhá, nó sẽ bằng cái này. Nào bây giờ mở ra này, mở ra nhá, cô nhân luôn vào nhá, để nó khỏi mất thời gian, là x gì trừ 2 bình phương. Bình phương này, còn thằng này nhân vào là mũ mấy? Mũ 3 này. 3 này, thằng này là n này. Và thằng này là n. Đấy, chúng ta lưu ý là như thế. Rồi, bây giờ thì chúng ta cộng vào nha. Vậy cái khai triển của hàm fx của chúng ta này. À, trừ chứ, nhầm, không phải là cộng đúng không? Là lấy thằng này, đây cái khai triển này. Trừ đi cái khai triển này. Nhá. Trừ với trừ thì thành, đây nhá, thằng này là
là trừ thằng này đúng không? Rồi, bây giờ trừ với trừ thành cộng như vậy hệ số đầu tiên là x gì trừ 2. Các em sắp xếp theo thứ tự bậc từ bé cho đến lớn nhá. Rồi, bây giờ này, cái bậc này này, bậc bình phương thì đi với bậc bình phương nhá. Nhưng nhớ dấu trừ ở đây là trừ với trừ thành cộng nhá. Thì lại cộng này, thằng bình phương ở đây thì nó sẽ là 1, đúng không? Cộng với 1 phần 2. X gì trừ 2. Tất cả làm sao? Bình phương và cô cộng đến bậc mũ 3 nhá. Nào, cộng đến bậc mũ 3 này. Bậc 3 này, bậc 3 này thì là cộng này. Thằng này sẽ là trừ 1 phần 2. Thằng này trừ của nó là bậc 3 nhưng mới trừ với trừ thành cộng là 1 phần mấy? 1 phần 3. X gì trừ 1, x gì trừ 2. Tất cả mũ mấy? Mũ 3. Rồi, nào cộng đến bậc n này. Bậc n nhá, cô cứ để dấu cộng lên bên ngoài. Nào bậc n thằng này thì nó sẽ là dấu của nó là trừ 1. Mũ n trừ 2. Chia cho n trừ 1. Rồi, cộng với 1 trên gì? 1 trên n. Đấy, nhân với x gì trừ 1, à, x gì trừ 2 cô nhầm. Tất cả mũ gì? Mũ n. Rồi, cộng với phần dư. Đừng có bảo là thằng này trừ, thằng này là hết phần dư nhá. Không có đâu. Khai triển là số dư là thể hiện là đại diện là có số dư, chứ không phải là hai số dư trừ nhau là hết nhá. Đây là viết khai triển thì bao giờ có phần dư, chứ không phải là hai phần dư này trừ đi cho nhau là hết. Không phải thế đâu nhá các em nhá. Các em lưu ý cho cô là như vậy. Ở đây khai triển là trừ thì trừ ở dấu này nó vẫn là dấu cộng. Đấy, chúng ta hiểu nôm na là như thế. Nào, như vậy chúng ta thay giá trị. Cái giá trị này nó chỉ đúng khi n bằng 2 trở đi. N bằng 2 thì đi, còn N bằng 1 thì nó không nằm trong cái hệ số này nhá. N bằng 1 nó không nằm trong cái số hạng tổng quát này này. Đấy, N bằng 2 này, nó ra cái này này. N bằng 3 này, đấy, N bằng 4. Thế nên là các số này các em không cần phải giản, không cần phải quy đồng mẫu số. Không cần phải quy đồng mẫu số hay là giản ước gì nhá. Chúng ta để nguyên nhá, chúng ta để nguyên. Đấy, thì đấy là bài câu C, à câu B. Nào các em, cô lại nhìn lại màn hình xem là có bị sai sót chỗ nào không? Đây nhìn lại màn hình, chúng ta nhìn xem có bị sai sót chỗ nào không nhá. Đấy, nhìn lại giúp cô xem. Không biết là có bị nhầm dấu gì không? Đúng rồi, cái kia là trừ, đúng rồi, vì là thương mà. Nào, nhìn cho nó thật là kỹ kỹ đi, có gì thắc mắc thì hỏi luôn đúng không? Nhìn cho nó thật kỹ luôn. Đây là cái bài cô để cho ngắn gọn, còn thực ra là cũng quá là siêu siêu ngắn rồi đấy. Nghĩa là có những cái là cô đã biến đổi thêm một vài bước ở trong này để ra như thế này rồi. Nào, có bài cuối cùng cô gợi ý nhá, sau đó chúng ta nghỉ giải lao. 2 giờ rồi còn gì đúng không? Bình thường các em có 10 có 2 lần nghỉ, nếu học trên lớp các em được 2 lần nghỉ giải lao. Bởi vì chúng ta mỗi một tiết của chúng ta chỉ có 45 phút thôi, không chúng ta lại nghỉ xong chúng ta lại học tiếp chứ không học liền. Nên là những bạn mà những cái tiết sau thì thường là cô không cho nghỉ giải lao, nhưng tiết đầu này cô sẽ cho nghỉ. Nào câu C cô gợi ý nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ làm tiếp chứ không phải là cô sẽ làm đâu. Câu C thì tương tự như thế thôi. Gợi ý xong về các em làm tiếp nhá. Cũng trong lân cận để điểm x gì không bằng gì nhỉ? Bằng 2 đúng không? Đó là 2x chứ x bình phương cộng 3. Rồi, ok đúng không? Cái này thì bằng cái gì đây? Nào, bằng này, logan EP, thằng này có nghiệm bằng mấy nhỉ? X bằng mấy? X bằng trừ 1 à?
Ờ đúng rồi, x thì bằng trừ 1. Như vậy 1 cộng x đúng không? Và nếu mà 1 cộng x thì ở đây nó sẽ là 3 trừ gì? 3 trừ x. Đúng không nhỉ? Đúng rồi. Nào bằng này, logan EP 1 cộng x với logan EP 3 trừ x. Đúng không? Nào bằng này, logan EP 1, à không phải 1, quên mất, cứ xuất hiện x trừ 2 đã. Rồi, x trừ 2 mà thằng này nó là 1, như vậy nó phải là 3 cộng với, đúng không? Đấy, chúng ta lưu ý nha, cộng tiếp này, logan EP, thằng này là phải làm cho xuất hiện x trừ 2 đã. Rồi, mở ra là cộng 2, như vậy 3 ở đây là nó phải là 1, 1 cộng 2 bằng 3. Đấy, nó sẽ là như thế. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Bằng này, logan EP 3 cộng với logan EP của 1. Xong các em sử dụng 1 này, quên nhầm. Cộng với x gì cộng 2 trên 3 thôi. X gì trừ 2 trên 3, đúng không? Cộng với thằng ở sau thì dễ rồi. 1 trừ đi x gì trừ 2. Đấy, các em sử dụng cái logan EP của 1 cộng x này. Logan EP của 1 trừ x thay bằng cái này vào thì chúng ta cộng lại. Chúng ta sẽ ra thôi. Cộng hệ số với hệ số nhé. Cộng hệ số với hệ số nhá. Đấy là bài số câu C, cô gợi ý như thế thôi. Câu C, cô gợi ý như thế. Nào giờ chúng ta xem lại bài có vấn đề gì không? Nào xem lại cần xem lại bài nào. Cô chiếu lại cho chúng ta xem. Còn bài gợi ý như thế là phải về tự làm được, đúng không? Phải về tự làm được. Cô thử xem ạ. Thử xem cái món gì đây. Function Z. À, lúc nãy là cô bị ấn nhầm, nó bị lật. Nó bị lật, nghĩa là nó tạo thành một cái công thức mới. May quá là quay lại được cái cũ, đúng không? Đấy là cô ấn nhầm ấy, nhiều khi cô gõ ở đây tay cô tè. Nói chung là sử dụng máy bàn thì nó tiện hơn. Đây là cô dùng cái máy xích tay. Cô khi mà đánh máy hoặc làm cái gì, làm việc lâu ấy, thì cô vẫn thích dùng máy bàn hơn. Cái bàn phím nó dễ hơn là cái bàn phím trên cái laptop. Cô ấn nó hay bị trùng phím ấy, hay bị quá trình mình ấn là ấn với control hoặc an gì đấy, thế là nó lại tự nhảy sang một cái thao tác khác, làm hay bị như thế đó. Tất nhiên cô không phải là cái người gõ máy chuyên nghiệp như dân văn phòng thì không thể là nó thạo hoặc là các thứ khác được. Cái việc đánh máy này chỉ là cái phần bổ sung thêm cho công việc của cô thôi. Thế nên là bạn nào mà nhìn thấy kiểu cô không thạo lắm thì cũng đừng có cười nhá, bởi vì cô không phải là giáo viên dạy tin, đúng không? Và cô cũng không được đào tạo về tin học. Tất cả các tin học này là mình tự tìm hiểu và mình làm thôi. Còn quá trình các cô đi học, các cô là học toán và đào tạo là từ hồi vào trường đại học cho đến lúc ra trường là các cô chỉ học riêng toán, chỉ có toán, tiếng Anh với môn về mặt chính trị theo kiểu như các em học là triết này, kinh tế xã hội này, chủ nghĩa xã hội khoa học này, lịch sử đảng này, vân vân đấy, và môn tiếng Anh và môn toán, chứ các cô không được học bất cứ cái gì liên quan đến tin cả. Tất cả cái thứ thao tác tin học hoặc là cái gì mà bây giờ phải làm ấy là các cô tự mò ra thôi, tự tìm hiểu xong rồi tự biết thôi. Thế nên là cái vấn đề tin học của cô là không được giỏi như là giáo viên dạy tin. Thế còn cái bài giảng thực sự là của cô nó quá rất nhiều công thức. Thế nên là cô cũng không muốn trang trí hoặc là tạo các nền tảng, các hiệu ứng gì ở đây nhá. Bởi vì cô thấy nó rất là rối mắt, đúng không? Nó rối mắt và cô nhìn cô cũng thấy khó chịu ấy. Nên của cô là nổi để công thức cái này để nổi các em nhìn cho nó dễ. Không nhiều bạn lại bảo là cô thiết kế bài đơn điệu. Nó thật là tính cô cũng như là tất cả mọi thứ là của cô là đơn giản tới mức tối thiểu. Đơn giản nhưng vẫn có thể dùng được. Đấy. Thế còn khi cô viết thế này thì để cho các em nhìn cho nó dễ. Nó không bị... Các em học online nhiều mà cứ slide của nhiều giáo viên xanh đỏ tím vàng nhiều. Nhìn nó loạn đầu loạn óc. Đến bản thân cô nhìn cô cũng thấy sợ. Thế nên là cô đơn giản tới mức tối thiểu để các em nhìn cho nó đỡ kiểu hiệu ứng nhiều, mắt nó đỡ mỏi. Và các em nhìn cho nó rõ, giống như chúng ta viết bảng thôi. Giống như chúng ta viết bảng thôi, không có gì, không phải trang trí cái gì cả. Nên có thể là slide học cô với học sang giáo viên khác thì thấy slide của họ đẹp hơn thứ khác. Đẹp hơn, rất là đơn giản cho các em làm thêm thao tác bao quanh này, đơn giản mà có cái gì đâu. Nhưng mà thực sự là cô thấy nó quá rối mắt và cô không có nhu cầu như thế. Nó rối mắt đến bản thân cô đọc cái của ai mà cứ xanh đỏ tím vàng loạn lên xong rồi cái hình kia. Ôi dồi, đọc mệt mỏi lắm. Toán nó đã mệt mỏi rồi, xong lại thêm thế nữa, nó rối mắt. Nào có cần xem lại slide nào không? Bạn nào xem thì báo lại cho cô nhé. Còn nếu không xem lại, bây giờ là đúng 2 giờ, cô cho các em nghỉ giải lao 15 phút đến 2 giờ 15 nhé.
2:15 nhưng trước đấy cô sẽ gọi về trước 2:15 rồi chúng ta vào bài tiếp theo nhé. Vì về nguyên tắc là các em vẫn có giờ nghỉ giải lao từ lúc 12:30 cho đến 3:05 là chúng ta vẫn có nghỉ giải lao 2 lần. Nhưng cô chỉ cho làm một lần nghỉ một lần thôi nhá. Chúng ta nghỉ đến 2:15. Nào các em lưu ý cho cô là như thế nhá. Trong lúc nghỉ giải lao cô sẽ dừng share màn hình nhá. Dừng share màn hình và cô sẽ tắt loa. Bạn nào cần thì comment lên trên này nhá. Cô sẽ tắt tiếng của cô đấy. Bạn nào cần thì comment lên nhá. Sao có bạn nào đã rời đi là thế nào đấy? Nghỉ giải lao nhưng mà để nick như thế nhá. Cô đã nhìn thấy một số bạn rời đi chốc cô điểm danh mà cô thấy mà còn thiếu vắng, thiếu người nào cô cho nghỉ luôn đi nhá.
Thôi vào lớp nha. Muộn thêm được mấy phút rồi đấy bạn nào ấy. Bây giờ thi giữa kỳ á. Thi giữa kỳ gần buổi cuối nhá. Buổi cuối cùng của chúng ta thì trước cái buổi cuối cùng đấy chúng ta thi giữa kỳ. Thi giữa kỳ thì cô sẽ nhắc đúng không? À, trước buổi cuối cùng. Buổi cuối cùng của chúng ta là ngày bao nhiêu nhỉ? Cô không mang thử có biểu ở đây. Thì trước buổi cuối cùng hoặc là buổi cuối cùng, cô nghĩ là trước buổi cuối cùng đi nhé. Ừ, cái này cô sửa rồi đúng không? Cái này cô sửa rồi đúng không nhỉ? Đây, cô sửa rồi. Nào, bây giờ chúng ta tiếp nha. Bây giờ bài tập coi như thế là xong nhá. Nào bây giờ phần tiếp nốt vào một cái phần lý thuyết nữa, nhỏ nhỏ nữa thôi, còn hôm sau là chúng ta sẽ chuyển sang phần tích phân. Nào cô nói trước nhá, nguyên hàm và tích phân xác định để chúng ta học rất kỹ từ cấp 3 rồi. Lên trên này cũng sẽ nhắc lại cái phần mở đầu đấy. Thì cái phần đấy cô coi như là các em biết rồi và cô sẽ không nói lại nữa nhá. Chúng ta chủ yếu là sang phần tích phân suy rộng của chúng ta thôi. Sang cái phần mới của chúng ta là phần tích phân suy rộng thôi. Chúng ta lưu ý là như vậy. Nào, hôm nay chúng ta sang một cái phần cuối cùng nữa của cái phần mà ứng dụng vào các định lý giá trị trung bình. Ứng dụng vào các định lý. Các định lý mà vừa rồi của chúng ta đấy là định lý Fermat này, định lý Rolle này, định lý Cauchy này, định lý Lagrange đúng không? Đấy. Ngoài việc sử dụng cái định lý để viết khay triển tay lo thì có một cái ứng dụng nữa mà thực ra thì cái này các em đã biết từ hồi phổ thông rồi nhưng chúng ta không được phép sử dụng đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta nhờ học các định lý đó mà chúng ta được sử dụng, đó là quy tắc L'Hôpital. Quy tắc L'Hôpital để khử các dạng vô định. Bây giờ nếu các em tính lim mà có cái dạng là 0 trên 0, vô cùng trên vô cùng thì chúng ta sẽ được sử dụng quy tắc L'Hôpital để chúng ta giải. Cái này chúng ta đã biết rồi nhưng vì là phổ thông chúng ta không được phép sử dụng đúng không? Lên đây chúng ta được sử dụng rồi và đến tại thời điểm này là chúng ta được sử dụng. Ờ chưa xem màn hình nhỉ? Ừ cô quên đấy. Đúng rồi các bạn nhắc cô. Quên mất đấy. Cô tưởng là cô share rồi. Rồi ok cô share màn hình nhá. Nào chúng ta chuyển sang phần quy tắc L'Hôpital nhá. Chuyển sang quy tắc L'Hôpital này, đúng không? Đấy, thế thì quy tắc phát biểu là như sau, hành định lý L'Hôpital này là hàm f(x) khả vi trong lân cận tại điểm A và giới hạn của hàm f hàm g tại điểm A là bằng 0. Có thể f bằng 0 hoặc lim của nó cũng được nhá. Và tất nhiên đạo hàm g(x) là khác 0 thì khi đó lim của f(x) chia cho g(x) nhá. Nó cũng bằng lim của f(x) chia cho g(x). Nếu như hàm f(x) và g(x) đều tiến dần về 0 khi x tiến dần đến a thì cái dạng này người ta gọi là 0 trên 0. Đấy. Thì khi đó này, lim của hàm f(x) trên hàm g thì sẽ bằng lim của f(x) trên g(x), nghĩa là đạo hàm của tử trên đạo hàm của mẫu chứ không phải là đạo hàm của phân số nhá. Các em lưu ý thì quy tắc này là quy tắc L'Hôpital. Chúng ta đã được học từ thời phổ thông rồi đúng không? Chúng ta đã học từ thời phổ thông rồi. Đấy, đây là dạng 0 trên 0. Ngoài ra nếu dạng vô cùng trên vô cùng thì chúng ta cũng có được cái định lý phát biểu tương tự. Là vô cùng là khi lim của f(x) và g(x) khi xỉ tiến tới a cùng tiến tới vô cùng thì khi đó lim của f(x) trên g(x) f(x) chia cho g(x) nhá. Khi x xỉ mà tiến tới gì? Tiến tới a đúng không? Đấy, nếu là 0 trên 0. Đây 0 trên 0 thì chúng ta đạo hàm. Đạo hàm rồi mà nó vẫn là dạng 0 trên 0, chúng ta lại đạo hàm tiếp. Đấy, hoặc là vô cùng trên vô cùng, vô cùng trên vô cùng thì vẫn được. Còn nếu cái dạng 0 nhân với vô cùng, các em lưu ý cho cô, 0 nhân với vô cùng cũng là một dạng vô định. Nghĩa là dạng chưa xác định chứ không phải là nó bằng vô cùng nhá. 0 nhân với vô cùng thì chúng ta cũng phải có hai cách. Cách thứ nhất, ở đây là lim của hàm f(x) xỉ. Trong đó lim của hàm f(x) tiến tới về 0, có g(x) là bằng vô cùng nhá. Cách thứ nhất, các em phải chuyển về dạng này là dạng 0 trên 0, nghĩa là chia cả tử cả mẫu cho g(x). Đây, chuyển về dạng 0 trên 0. Sau đó các em lấy đạo hàm đi. Đấy. Còn cách thứ hai là chúng ta chuyển về dạng vô cùng trên vô cùng. Sau đó chúng ta sử dụng quy tắc L'Hôpital. Nhớ rằng đây là chuyển về dạng 0 trên 0. Đúng không? Cái này là dạng 0 trên 0 này. Cái này là dạng 0 trên 0. Còn cái dưới là vô cùng trên vô cùng. Đấy. Còn cái dưới là vô cùng trên vô cùng nhá. Chúng ta chuyển về dưới là vô cùng trên vô cùng. Nhớ là phải 0 trên 0, vô cùng trên vô cùng chúng ta mới dùng L'Hôpital được. Rất nhiều bạn là không chuyển về dạng này là cứ thế là dùng L'Hôpital là không dùng được đâu. Chúng ta lưu ý là như thế. 0 nhân với vô cùng là không thể dùng được trực tiếp nhé. Phải chuyển về 0 trên 0 hoặc là vô cùng trên vô cùng thì chúng ta mới làm được. Đấy.
Đây là 0 trên 0, còn đây là vô cùng trên vô cùng. Nào cô dừng lại màn hình cho các em xem nhá, sau đó cô lấy ví dụ. Sau đó cô lấy ví dụ là xong. Cái phần này thì rất đơn giản thôi, bài tập cũng dễ mà. Bài tập cũng dễ mà, đúng không? Cô dừng lại để chúng ta xem đấy. Rồi nha, bây giờ cô lấy xong chưa nhỉ? Cô lấy ví dụ được chưa? Các em nhớ cho cô cái dạng 0 nhân vô cùng nhé. Muốn chuyển về dạng dùng L'Hôpital thì nhớ phải đưa về dạng 0 trên 0 hoặc vô cùng trên vô cùng. Tại sao cô cứ nhắc đi nhắc về như thế? Bởi vì rất nhiều bạn làm bài về sau ấy, nhưng cái loại dạng 0 nhân vô cùng cứ để nguyên như thế đạo hàm thôi. Để nguyên thế đạo hàm là sai, nhớ rằng chúng ta chỉ đạo nó là dạng 0 trên 0 và vô cùng thôi. Còn nếu không phải là 0 trên 0 của vô cùng trên vô cùng thì không thể sử dụng L'Hôpital được. Đấy, chúng ta phải nhớ cái điều là như vậy. Cô dừng lại chúng ta xem đấy, đúng không? Slide bên 50 này, đấy. Đây là 0 trên 0 này. Vô cùng trên vô cùng thì chúng ta có điều này này. Còn 0 nhân với vô cùng thì nhớ là dạng chuyển về 0 trên 0 hoặc vô cùng trên vô cùng để tính. Nào bây giờ ví dụ nhá. À, ví dụ à? Để cô xóa bớt mấy cái này đi, đúng không? Xóa bớt cái này đi. Vì xóa bớt ví dụ đi cô làm lại. Ở đây. Đang ngạc nhiên mà lại sao lại có ấy được. Cô lấy ba ví dụ thôi nhá, một cái là 0 trên 0, một cái là vô cùng trên vô cùng và một cái là 0 nhân với vô cùng nhá. Cô lấy ba ví dụ thôi. Nào ví dụ đầu tiên của chúng ta này là lim cái x tính từ 0 của x xì mũ 3 trên x xì trừ sin x, đúng không? Như vậy là khi x tính từ 0, cái hàm trên tử cũng tiến tới 0. Đúng không? Mẫu có tiến từ 0 không? Mẫu cũng tiến từ 0. Đấy. Mẫu cũng tiến từ 0. Như vậy nó là dạng 0 trên 0. Như vậy là 0 trên 0. Vậy chúng ta sử dụng quy tắc L'Hôpital. Sử dụng quy tắc L'Hôpital này. Ở đây là ví dụ đầu tiên thì cô sẽ làm một cách rất là cẩn thận, đúng không? Đạo hàm của tử này. Chia cho đạo hàm của mẫu. Đúng không? Nào, đạo hàm cái này thì bằng gì đây? X mũ 3. Hàm thì 2x đúng không? X đạo hàm đây là bằng mấy? Bằng 1. Sin thì là cos x. Đúng không nhỉ? Rồi, bây giờ chúng ta thay x thì tiến tới 0 thì trừ vẫn là 0, mẫu vẫn là 0. Vậy chúng ta vậy chúng ta vẫn có thể là sử dụng quy tắc gì? Chúng ta vẫn sử dụng quy tắc L'Hôpital lần nữa, vẫn sử dụng quy tắc L'Hôpital nhá. Nếu nó vẫn là dạng 0 trên 0 hoặc là vô cùng trên vô cùng. Nếu vẫn là 0 trên 0 hoặc là vô cùng trên vô cùng thì chúng ta vẫn sử dụng quy tắc L'Hôpital nhá. Vẫn sử dụng quy tắc L'Hôpital này.
Đúng không? Đạo hàm thêm một lần nữa thì bằng cái gì đây? Nào, bằng này. Bằng này, đạo hàm tiếp thì nó sẽ là 4 gì? 4x gì, đúng không? À 3 chứ, chỗ này cô bị nhầm, nhiều bạn không để ý cho cô. Đây, chỗ này vừa rồi là 3 chứ, đúng không? 3. 3 với 2 là bằng 6 nha. Rồi, một đạo hàm thì bằng 0, cốt đạo hàm thì bằng trừ sin. Vậy thằng này là bằng sin gì? Sin x. Nào, nếu chúng ta thay vào thì vẫn là dạng 0 trên 0, các em lại đạo hàm tiếp cũng được. Hoặc chúng ta sử dụng là lim khi x chỉ tính tới 0 của sin x trên x là bằng mấy? Bằng 1. Vậy kết quả bài này bằng mấy? Bằng 6. Đấy nhá. Chúng ta cứ đạo hàm đến khi nào mà nó ra kết quả thì thôi. Còn nếu vẫn là dạng 0 trên 0 hoặc vô cùng trên vô cùng thì chúng ta lại đạo hàm tiếp. Nào, nếu vẫn là 0 trên 0 hoặc vô cùng trên vô cùng thì chúng ta lại đạo hàm tiếp. Chúng ta lưu ý là như thế. Rồi nhá, bài thứ hai này, bài này này thì là gì? Là khi x tính tới vô cùng thì loga của vô cùng là bằng vô cùng, nhớ lấy x tính tới cộng nhá, nghĩa là giá trị x xì dương rồi đấy. Ở dưới cũng là vô cùng, như vậy nó là dạng vô cùng trên vô cùng đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ sử dụng quy tắc gì? Sử dụng quy tắc L'Hôpital nhá. Chúng ta cũng sử dụng quy tắc L'Hôpital này. Đúng không? Nào bây giờ đạo hàm thì bằng cái gì nhỉ? Nào. Loganep thì bằng 1 trên gì? 1 trên x đúng không? X gì bình phương thì bằng 2 x gì? X gì nhân với x là x gì làm sao? Bình phương đúng không? Như vậy 1 trên vô cùng thì bằng bằng 0. Đấy, đấy là dạng vô cùng trên vô cùng nhá. Đây là dạng vô cùng trên vô cùng.
Rồi nhá. Nào ví dụ tiếp theo này. Ví dụ này, này chính là 0 nhân với vô cùng nhá. Khi x trừ 2 thì x bình phương trừ 4 thì dân về 0 đúng không? Rồi, thay x bằng 2 và đây là tăng của pi trên 2 là bằng bằng vô cùng. Vậy đây là dạng 0 nhân với vô cùng thì các em tùy các em chuyển về dạng 0 trên 0 hay là vô cùng trên vô cùng rồi các em đạo hàm cũng được. Các em chuyển về cách nào đều ra kết quả như nhau, các em lưu ý như thế. Nhưng nên sử dụng cái nào mà chúng ta thấy dễ nhất, đúng không? Chúng ta nên sử dụng cái nào mà dễ đạo hàm nhất. Ví dụ ở đây cô để thằng x bình phương ở bên trên. Cô 1 trên tang thì chính mà bằng cô gì nhỉ? Cô tang, đúng không? 1 trên tang thì bằng cô tang, cô chia 1 trên tang mà. Thì nó sẽ bằng là cotang của cái này. Rồi, bây giờ cô sẽ sử dụng L'Hôpital. Đến đây mới sử dụng L'Hôpital nhá các em nhá, vì rất nhiều bạn là đi thi là chúng ta cứ thấy không nhân vô cùng là chúng ta cũng sử dụng L'Hôpital là không đúng đâu. Sử dụng trực tiếp là không đúng đâu nhá, chúng ta lưu ý là như thế. Nào, bây giờ sử dụng quy tắc L'Hôpital này thì cái tử chỉ còn hai gì? 2x. Nào, mẫu thì là cosin sin đạo hàm sin cotang đạo hàm thì bằng trừ 1 trên sin bình phương, đúng không? Trừ 1 này, trên sin bình phương này. Rồi, sin bình phương của cái pi trên 4x gì này. Rồi, đúng không? Nhân với thằng pi x gì mũ 4 phẩy. Đạo hàm theo bên x như vậy chỉ còn là pi trên mấy thôi? Pi trên 4 thôi. Pi trên 4, đúng không? Nào, bây giờ cô viết lại nhé. Cô viết lại nhìn cho nó dễ. Tổng hợp lại thành một gì? Thành một phân số thôi nhé. Thành một phân số thôi. Nào bây giờ tử số là cái gì? Thằng dưới này cô hất lên trên đi. Như vậy tử số nó sẽ là sin bình phương. Đúng chưa? Cứ bị nhầm. Ồ, thế đấy. Sin bình phương thành lên tử này. Ở dưới 2x nhân với 4 là 8x. Đúng không? Thằng này là 8 gì? 8x gì? Đúng không nhỉ? Ở dưới chính là trừ gì nhỉ? Trừ pi à? Trừ pi. Đúng không? Viết gọn lại như thế. Bây giờ thay x bằng 2 vào xem là nó ra kết quả chưa? Hay là dạng 0 trên 0? Hay là vô cùng trên vô cùng? Hay là 0 nhân với vô cùng? Nếu những cái dạng đấy chúng ta lại khử tiếp nhé. Bây giờ thì x bằng 2, 2 x 8, 16. 16 như vậy, thằng này là 16. Đúng không? Dấu trừ cho lên trên đi nhìn cho nó đẹp. Ở dưới chắc chắn là có con pi rồi. Rồi, thay x bằng 2 ở đây là pi trên 2, sin pi trên 2 bằng 1, nhưng kết quả là bằng trừ 16 phần pi. Đấy, đấy là dạng không nhân với vô cùng. Thì các em nhớ nếu không nhân vô cùng thì chúng ta phải chuyển về dạng 0 trên 0 hoặc vô cùng trên vô cùng rồi chúng ta mới đạo gì? Mới đạo hàm nhá. Rồi chúng ta mới được đạo hàm. Chúng ta lưu ý là như thế. Rồi, nào ở đây cô sẽ chú ý các em này. Các em chú ý cho cô này. Bây giờ cái loại 1 mũ vô cùng, đúng không? Hôm trước chúng ta xét loại 1 mũ vô cùng. Thì hôm trước chúng ta có cách. Thứ nhất là e mũ của vx nhân với ux gì trừ 1, đúng không? Rồi, thì các em lưu ý cho cô cái lim của cái này. Nó chính dạng là dạng 0 nhân với vô cùng. Đấy, cái này chính là bằng 0 đây này. Thằng v chính là vô cùng. 1 trừ 1 bằng 0 mà. Thằng này chính là 0 nhân với vô cùng này. Thế thì 0 nhân với vô cùng thì làm sao? Các em hoàn toàn có thể sử dụng quy tắc L'Hôpital bằng cách chuyển về 0 trên 0 hoặc vô cùng trên vô cùng để làm nhá. Đấy là cách thứ nhất là chúng ta có thể tìm bằng biến đổi thế này. Cách thứ hai là dạng 1 vô cùng, các em có thể đưa về là Vx xì lim của Vx xì nhân logan dp của Ux. Thế nhưng cô nên khuyên là dùng cách thứ nhất nó đơn giản hơn vì không có loga. Cách thứ sau nó có loga này, thường là nó sẽ phức tạp hơn. Thì cái mũ ở trên này cũng chính là dạng 0 nhân với vô cùng. Đấy là chúng ta chuyển một mũ vô cùng về dạng không nhân vô nhân, không nhân với vô cùng. Và các em muốn sử dụng quy tắc L'Hôpital lại chuyển về dạng 0 trên 0 hoặc vô cùng trên vô cùng để chúng ta làm. Thế nhá, cô dừng lại màn hình để chúng ta xem nhá, có vấn đề gì thắc mắc gì không?
Nào, các em có cần xem lại ví dụ nào không? Xem lại phần nào để chép không? Bài tập nhá, cô bàn giao luôn bài tập này. Bài tập là bài toàn bộ bài số 6. Đây này, dùng quy tắc L'Hôpital. Bài tập này rất là dễ thôi, chả có gì cả. Nhớ là dạng không nhân với vô cùng thì chúng ta phải chuyển về không trên không hoặc vô cùng trên vô cùng thì chúng ta dự khử nhá. Ở đây có bài số 21 và 22 thì chúng ta chưa làm cũng được. Còn các bài từ bài 1 đến bài số 20 các em hoàn toàn có thể làm được. Rất là đơn giản thôi, không có gì cả. Đều là sử dụng quy tắc L'Hôpital đạo hàm chúng ta làm thôi nhá. Đấy là bài số từ 1 cho đến 20. Bài tập thì là như thế. Nào bây giờ xem còn cần xem lại slide nào, chị cô chiếu lại cho mà xem. Nào xong chưa, cần xem lại phần nào không các em? Bài tập nhiệm vụ của các em là như thế. Bài tập nhiệm vụ của chúng ta là như vậy. Ôi ôi, bây giờ làm sao nhỉ? Bạn Trần Tuấn Minh này bật cam làm gì? Em tắt cam đi. Nào bạn Trần Tuấn Minh có nghe thấy gì không nhỉ? Tắt cam đi em. Tự nhiên một mình em đỏ lè thế này. Cô tắt camera nhé. Coi như là cô cấm camera của em. Em không tắt thì cô sẽ chủ động cô tắt. Nào liệu có ngồi trên liệu còn ngồi trên máy tính nữa không? Còn ngồi học nữa không? Hay là lại nghỉ hết rồi đúng không? Lưu ý đi nhá. Về nhà làm bài tập đi nhá. Nào lưu ý về nhà làm bài tập nhá. Có cần xem lại cái nào không các em? Cần xem hay không? Không cần xem cũng không trả lời đúng không? Dạ, tại vì không, đây này, cô còn lịch có 3 tiết sau này. Cô còn lịch có 3 tiết sau nữa này. Ngày hôm nay là cô từ sáng, từ 9 rưỡi cho đến đây này. Đấy, các em nhìn lịch thì biết là cô còn 3 tiết sau nữa. Rồi thế thì về nhà làm bài tập nhá. Bài tập phần này rất đơn giản thôi, tính lim mà. Tính lim thì chúng ta sử dụng quy tắc L'Hôpital chỉ tính đạo hàm thôi. Nhưng nhớ các em nhớ cho cô là phải kiểm tra xem có sử dụng được không. Và nếu nó là dạng không nhân vô cùng thì phải chuyển về để mới dùng nhá. Rất nhiều bạn là cứ nghe lõm bõm dạng không nhân với vô cùng là cũng thế là cũng sử dụng quy tắc L'Hôpital. Cứ như thế này fx nhân với x cũng đạo hàm lên đàn là được. Nhớ là phải chuyển về dạng không trên không hoặc vô cùng trên vô cùng thì chúng ta mới có thể là sử dụng được. Đấy, các em lưu ý cho cô là như thế nhá. Lưu ý cho cô đây này, chúng ta phải chuyển về nhá. Nhớ là phải chuyển về nếu là dạng không nhân với vô cùng. Còn một vô cùng thì sau khi chúng ta em mũ lên thì cái mũ ở bên trên nó chính là dạng không nhân với vô cùng. Rồi, nếu không thắc mắc thì nữa thì chúng ta nghỉ ở đây được chưa? Tại vì cô còn 3 tiết sau nữa. Nào, chúng ta nghỉ được chưa nhỉ?
Rồi ạ. Rồi, thế thì chúng ta nghỉ nhá. Rồi, không có vấn đề gì nữa thì chúng ta nghỉ ở đây nhá. Cô chào cả lớp nhá. Chào tất cả các em, cô thoát lớp mình. Thì để cô lại chuyển sang bên lớp kia.
rồi.